Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 17 đến câu 22. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Quý vị và các bạn thân mến, Johnson có câu, không phải là sức mạnh mà là lòng kiên nhẫn đã làm nên những công trình vĩ đại. Hôm nay chúng ta vui mừng cử hành lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Nói đến các ngài, chúng ta thật khó lòng diễn tả hết được những ân đức và những dấu ấn hành trình đức tin của các ngài lưu truyền lại cho chúng ta. Tuy nhiên, điều mà chúng ta được thừa hưởng nơi các ngài đó là lòng yêu mến và sức bền đổ với một niềm tin mãnh liệt mà các ngài đã dấn bước theo Đức Giêsu Kitô. Bởi đó, các ngài tạo nên một trang sử mới cho Giáo hội Hoàng Vũ và Giáo hội Việt Nam của chúng ta. Chúng ta sùng kính các thánh tử đạo Việt Nam và bày tỏ ân tình, biết ơn đối với các ngài. Việc sùng kính và biết ơn không chỉ dừng lại ở nghi lễ long trọng, mà hơn thế nữa, chúng ta phải tiếp nối và cương quyết bảo vệ chân lý về niềm tin của chúng ta trong đời sống hàng ngày để chúng ta đem tình yêu và những giá trị lời Chúa đến cho tất cả anh chị em của chúng ta. Vì thế, để làm được những điều này, chúng ta noi gương các thánh tử đạo Việt Nam trung thành với Chúa, kiên tâm bền chí đến cùng. Trung thành với Chúa nghĩa là chúng ta trung thành với lời cam kết khi lãnh nhận phép rửa, là từ bỏ ma quỷ và mọi quyến rũ của thế gian để gắn kết cuộc đời của chúng ta nơi sức mạnh tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta biết được rằng giữa cuộc sống xã hội hưởng thụ hiện nay dễ lôi kéo con người vào nơi trụy lạc, chạy theo những giá trị của vật chất để cuối cùng đối diện với khó khăn con người cảm thấy thất vọng và chán nản. Chúng ta cầu xin Chúa qua sự bầu cử của các thánh tử đạo Việt Nam luôn gìn giữ chúng ta và giúp chúng ta bền chí trên con đường nên thánh.